Lời nói đầu tiên, Út Hà mến chào quý cô chú, quý anh chị, em Út và toàn thể quý khán giả trên đường lai trong và ngoài nước. Một lời chào thân thương nhất nha. Dạ. Thì hôm nay thì Út Hà cũng lên đây để bày tỏ cho khán giả nghe. Thì mình cũng không biết bé Phụng nó nói như vậy là bên kia quay phim hay là nó nói như vậy là làm sao nữa, mình cũng không hiểu nữa. Cho nên là hôm nay bé Phụng điện chốc Hà và than những nỗi khổ như thế nào, thì Út Hà cũng mở cái đường like lên cho cả nhà cùng nghe nha. Dạ. Tiền thì kêu rồi, với lại cái lý do là tiền của bé Phụng đó cứ dày hoài luôn nè. Thì đây Út Hà cũng trình bày là tiền bé Phụng bữa hôm qua mới không gài thì trong ngân hàng nha, mà hôm qua bé Phụng nó kêu là rút tiền ra đi rồi con xuống con lấy liền, cho nên Út Hà đã rút tiền của bé Phụng ra rồi nè, mà nó không có xuống lấy nè cả nhà. Mà không phải kêu gửi thẻ thôi chứ giờ nó xuống đây xa quá, kêu nó gửi thẻ bất kỳ, ví dụ như là thẻ của ông Long hay là thẻ của bên nhà của cô Bảy hay là cô Tám bán trái cây gì đó, mấy người nào Út Hà quen biết hay là thẻ của YouTube nào đó thì cứ gửi qua Út Hà chuyển trả cho nó. Thì đây Út Hà nghe cái đoạn ghi âm nha, hai ba đoạn. Sáng giờ không thấy gửi số tài khoản qua. Dạ. Sáng giờ không thấy gửi số tài khoản của ai qua hết trơn hả? Rồi sao mẹ gửi tiền? Xin mời cả nhà. Thì hôm nay lên nó lắm với nó từng 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 ghé đây. Tại vì đó. Từng ghé đây hôm nay mà gặp em không hay quán nữa. Được vậy. Quán nào? Quán gì mà cần hút vé đó. Đó là thầy đó. Nhưng mà không có tài khoản làm sao gửi? Con không hiểu gì trơn á, gửi số tài khoản qua mẹ mới gửi được. Mẹ đang quán là thầy đây. Quán là thầy là không được vậy. Gửi mà gửi ở đâu, gửi cho ai? Phải có số tài khoản mẹ mới gửi được. Con hiểu không? Con không hiểu gì trơn á. Rồi nó nghe nè, là ốc ơi. Bây giờ Long nó có bồ nữa. Long nó có bồ nữa rồi nghe. Nó nói chuyện đó thì mẹ không có biết, tụi con tự xử. Mẹ không có xen chạy vô được cái chuyện đó, mẹ không biết. Nó lợi dụng hay nó hành thật thì tùy con xử, cho mẹ không có biết. Con biết trời. Yeah. Bây giờ mẹ chỉ nói một câu rất rộng ha. Mẹ rất là thương con, nhưng mà bây giờ con có chồng rồi, con theo chồng thì cứ mượn số tài khoản đi rồi mẹ chuyển tiền cho con rồi xong. Mẹ cũng không có muốn giữ tiền của con để làm gì. Mẹ rất thương con, mẹ giữ tiền để cho dành cho con thôi. Con không có biết xài tiền, con giữ tiền nhiều quá con xài hư hết trơn mà không còn đồng bạc nữa. Đây nè. Con bây giờ không còn tiền lắm, tối thôi, không qua ngày thôi. Con không biết rồi. Cho nên mẹ chuyển tiền cho con, để con muốn bán số, con muốn làm gì đó con làm, không thì con giữ. Còn con dạy thì đúng con nhắc gắn cho em. Mẹ cũng mệt về vấn đề của con quá. Thì bây giờ á, với thằng Long nó hành thật với con hay nó chơi gái hay nó chơi gì đó thì con là vợ con biết, cho mẹ không có biết nữa. Ha.
Còn cái trách nhiệm mẹ giữ tiền cho con cần lấy lại thì mẹ gửi trả cho con vậy thôi. Bé Phụng điện luôn cả nhà. Alo. Nữa cũng hỏi qua gửi qua chưa hoài con thiệt á, con thiệt là khờ luôn á. Ý là bây giờ xưng Út phải không? Không xưng mẹ nữa ha. Ý là Út nói với con á là có kêu người nào biết có cái xài cái tài khoản đó. Rồi á đưa cái điện thoại cho người ta gửi qua đây thì Út mới gửi cho con được, hiểu không? Sao? Nó Phụng nó không có hiểu. Mà có rồi là sao? Cái gì? Dạ. Nghe tiếp cả nhà. Còn ai cháu làm sao? Bây giờ con chừng nào con lại cô Bảy đi, rồi cô Bảy điện nói chuyện với mẹ nè, mẹ mượn số tài khoản nhà cô Bảy mà gửi cho. Mẹ gửi cho con, hiểu chưa? Con biết, nói lại cho con biết. Con biết con có thấy con có tài. Thì thôi thì cái chuyện đó thì con khôn mà con nhờ dạy chịu, mẹ không còn nói gì nữa trơn á, hiểu không? Mẹ không có nói gì. Thôi bây giờ con nói chuyện hoài con tốn tiền điện thoại đó. Tóm lại chừng nào con lại nhà của cô Bảy đi từ đây tới chiều rồi đó. Rồi cô Bảy điện cho mẹ, rồi cô mẹ xin số điện thoại, số tài khoản của cô Bảy mẹ gửi cho con, rồi nhờ cô Bảy rút đi cho con. Vậy nha. Nha. Con hỏi bữa nay cũng bán số nè. Bữa nay cũng bán số hả? Dạ bán rồi. Dạ, cả nhà nghe được cái đoạn ghi âm của giữa bé Phụng và Út Hà nói chuyện cả nhà. Bé Phụng nói là như nãy giờ thì cả nhà cũng nghe đó. Nó lông có bồ. Bây giờ đi chắc chỉ cũng buồn á, giống như là thằng kia đi từ sáng tới chiều á. Không có được gần gũi như hồi đó ở dưới nhà nữa. Sáng ra thì anh Long thì xách xe chạy, nói là đi chạy xe. Còn chị Phụng thì đi bán vé số. Tại vì Long nó thức thì Phụng cũng thức theo. Rồi ở trong nhà thì nó cũng đâu có biết cách làm dâu, nó cũng đâu có biết cái cách mà để ăn nói hay lấy lòng ai đâu. Cho nên là phải đi ra để đi bán vé số. Rồi đi cái là từ sáng tới chiều đâu có gặp nhau. Bây giờ chỉ nói là anh Long có bồ, lợi dụng tiền bạc đồ này nọ ha. Nghe hết cả nhà. Thì tiếp tục nghe đó, Út Hà đó ngày nay bữa hai bữa trước điện thằng Long, nó giờ Út qua Long Xuyên qua lấy tiền, nó hẹn xong rồi hôm qua điện không bắt máy, rồi xong tới hồi á, mình đi về dưới này rồi giờ nó thôi giờ xa xôi quá gửi số tài khoản đi. Hôm qua nó cũng nói ừ để chiều nó gửi, xong rồi nó cũng lặn luôn ha. Long á cả nhà, nói giờ mày gửi đi cho tao gửi nhờ qua đó, rồi mày rút mày đưa bé Phụng. Nghe nè, gọi điện tiếp tục cả nhà. Giờ rốt cái con gọi lả lại đâu, con điện cho lả. Ai? Cô Bảy hả? Cô Bảy hả? Rồi bả đâu con, chưa có về nhà bả hả? Rồi đâu rồi. Bây giờ con đi bán số đi, con bán đi.
Tiền ở đây còn ở đây không có mất con đồng nào cho nó, con bán đi rồi chiều con về cò bảy á, con nói. Mày ấy lấy vụ gì lấy hơn triệu làm sao? Còn mấy triệu á đưa hết luôn, mẹ không có giữ đồng nào nữa hết á. Okay. Hiểu chưa? Ờ vậy cho con. Vậy con của mẹ phải phải ấy không con? Con vô qua phải phải yêu. Khỏi mẹ con quá không? Thì tới đó là tự con tự mẹ rồi, mẹ biết sao vậy? Con tự con không nhận mẹ là mẹ nữa, thì giờ mẹ chuyển tiền trả hết cho con rồi xong. Ờ rồi á, rồi đi giữ đi luôn. Rồi lại rồi. Huyện rồi để huyện cho cốt nha. Ờ rồi. Qua chuyển thằng Long á. Chuyển thằng Long rồi, bây giờ con biểu thằng Long gửi tài khoản cho mẹ mới gửi được. Nghe không? Gửi số tài khoản vô mẹ mới chuyển qua được. Dạ dạ dạ. Rồi. Bụng hỏi đó à, hỏi chứ bây giờ gửi tài khoản là đưa có 1 triệu hả gì? Úc Hà nói không, còn nhiêu là Úc Hà trả hết luôn. Rồi á, y ta cũng khôn ha. Ủa trả hết vậy là không có còn mẹ con nữa hả? Chứ sao vậy? Bữa hổm lên từ giả là không nhìn mẹ con tự động nói mà. Thì bây giờ hỏi câu trả hết là không còn mẹ con nữa hả? Tiếp tục nghe cả nhà, có mấy đoạn nè. Cái gì con? Con vậy đi. Cái gì? Vậy nhà hả? Không nghe. Nó lớn lớn hay gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó nhỏ xíu không nghe. Ở dưới còn nhà ở không? Ở dưới lòng không? Còn nhà ở không hả? Nhà anh không có hỏi người kia cho bà ba ở rồi giờ sao? Nhà ba con với bà ba. Ba ba có người ba. Nhà con với bà ba ở chung hả? Còn Long rồi sao? Còn Long rồi sao? Con nói nhà mẹ đi. Ừ, nuôi quá. Ở nhà mình có nhà ở hay không? Hai đứa cùng không có đi bay về trển. Ví dụ nhớ mẹ thì chạy tới chạy luôn. Về bỏ nhà rồi giờ sao? Ai biết được đâu. Con đó. Đó. Ừ, khổ thôi. Nãy giờ con nãy giờ ví dụ gầu chết được. Gầu chết được hả? Gầu chết được. Gầu sót được hả? Thấy chưa? Con đâu có nghe lời mẹ đâu. Mẹ thương con mà con không chịu nghe. Ốp ơi. Ốp ơi, đừng có gọi đến mẹ. Ừ, rồi. Không kêu mẹ là thôi. Rồi vợ rồi sao rồi có số tài khoản gì chưa để Út tao tương Út không quen nữa để Út gửi tiền quen rồi quen mẹ hả không yêu đâu mới Út được rồi không yêu mẹ thì Út được rồi tại tôi quên tôi kêu Út hoài tôi kêu không quen á tôi kêu Út chơi đi Út chơi không yêu mẹ mẹ đang live mà ai điện để chút hả nghe sao đi. Má em có vậy để là con cứ ngăn nhậu đấy luôn á. Có gì khoản không cô luôn biết đâu. Ừ, Long có tài khoản hãy đưa mà nó không chịu đưa thì giờ con kêu cũng cô Bảy đi lấy tài khoản nhà cô Bảy á. Cô Bảy đi rút cho con. Rút mà bán quá sao rồi cái gì nó hạn mà nó hay quá thầy vẫn lên đâu có thầy đây là con thầy đó ở đâu ở Kinh Tứ hả trời ơi quán ở bữa né quán quá thầy
ba hồi cũng đi đi đó ta. Cổng thằng thiên địa bà thầy là ở trên Hồng Ngự chảnh hả? Trời ơi, mẹ đâu có đi lên tới chảnh nổi đâu. Đúng rồi, ớt quên xương mẹ. Nói chuyện mà quên xương mẹ hoài cả nhà. Thấy không, thấy không? Xin lỗi. Đây nè. Không có lợi phải, không có lợi ngoại. Em chứ giờ mẹ lỡ quên như mẹ đó, quên mẹ nữa rồi đó. Thì ớt. Ớt thì quên mẹ. Ờ rồi. Ớt rồi đâu á. Anh đã có đều á. Ờ rồi. Ớt rồi. Thế là vần không có ăn uống được trơn á. Ớt à. Rồi bây giờ con nói làm sao thì ớt hả? Ớt cũng chịu vậy trơn á. Ớt giỡn thuận đó. Thì chó một chút gọi lại chị ơi. Con hay, em đang quay phim. Không có lên tới chậm, xa lắm. Rồi vậy thôi đi, nửa tiếng cháu này thẳng đi. Trời ơi, dướng mã tiền mệt quá. Nói chuyện với bé Phụng mà quên. Cứ xưng mẹ người ta hoài, người ta không chịu. Người ta nói út út mà cứ xưng mẹ hoài à. Thì quen cái miệng á. Để Úc Hà nói chuyện với cô khán giả này, hai người để ta điện mình không có bắt máy nè. Chị ơi, thông cảm đợi chút xíu nha chị. Em đang làm cái video gần xong rồi. Dạ, thông cảm, Úc Hà đang làm cái video, chút nếu xong rồi Úc Hà điện lại nha. Dạ. Cái Phụng nó không có biết nhận tiền, gửi tiền cả nhà. Thì ở Kinh Tư á, thường thường Mai nó gửi tiền về, cái đi của nó. Nó để đi vô đây lấy tiền, chị Mai gửi, thì chạy vô đó lấy tiền. Rồi hoặc là nói đi gửi tiền, cái mình chạy vô đó mình gửi tiền. Là mình gửi trong cái chỗ cái nhà đó, là ở nhà bán điện thoại đó, người ta có thể người ta chuyển 24 giờ đó. Thành ra bé Phụng tưởng đâu là đi vô đó gửi tiền là bé Phụng sẽ có tiền. Chứ không phải như vậy, nó không có biết là phải có số tài khoản mới gửi qua tiền được. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, còn hai đoạn video ngắn nữa ha cả nhà. Gửi cho nhậu tám được không? Cô Tám bán trái cây hả? À đúng được. Rồi. Còn đoạn nữa hết rồi. Đâu cô Tám đâu? Cô Tám ơi, có hiệu quả không? Có nhậu rồi. Đâu cô Tám đâu? Đâu cô Tám đâu? Cho Út nói chuyện rồi. Khỏi ở này rồi. Tuổi khỏi nhà rồi, tôi không biết sao giờ. Tuổi khỏi nhà rồi, con không biết sao giờ nữa. Tính đến nhà trọ ở nè. Nhà ở với Long đi. Rồi đó ở với đang chồng đâu, vợ đó. Dính như Sam nhá, đi về trên cảnh rồi đi bán vé số hắt khổ một mình, còn kia đi bán cho thằng kia đi chạy xe buồn không? Đã nói rồi, buồn không? Như này tối ngày đang Sam nhá. Thì bây giờ nữa gặp bà Tám đi, rồi lấy số tài khoản bà gửi. Thấy có nhà Tám phải không? Ừ. Cả nhà nghe không? Giờ cái Phụng khổ rồi đó cả nhà. Thang là giờ nó đi ra ngoài tính mướn nhà trọ ở rồi đó. Về đó thằng Long thì sáng thì nó đi chạy xe. Nó phải đậu xe trên cái tiệm game đó. Đậu đó đợi có khách qua chạy. Có khi thì ngày cũng được cuốc hay cuốc, có khi ngày không có cuốc nào. Đó là lời nói của thằng Long hồi xưa. Bây giờ Phụng thì phải đi bán vé số rồi đi ngược xuống An Long rồi xong rồi bây giờ chỉ lên có chỉ bán trên bến đò đó mà không thấy anh Long nữa, anh Long không có ở đó nữa, anh Long về bến khác rồi nên là chỉ buồn rồi.
Bây giờ thật sự nghe nó nói á thì mình cũng thấy thương, nhưng mà thôi để như vậy đi, cho nó biết khăn, nó phải đi mưa, nó phải biết lạnh. Thấy xót xa ha cả nhà. Mắt mũi không có thấy đường. Thôi Út Hà cũng xin kết thúc cái video ở đây. Thì Út Hà cũng xin quý cô chú thương tình giúp đỡ cho Út Hà bằng cách là cho Út Hà một lượt đăng ký và một lượt like nha cả nhà. Dạ. Thôi một lần nữa Út Hà cũng không quên cầu chúc toàn thể quý khán giả, cô bác, anh chị em được thật nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thì luôn thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ. Thôi Út Hà xin kết thúc nha. Hẹn gặp lại video lần sau.